Xin chào, Tomato Hường đây và bây giờ Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản quảng cáo Microsoft Ads. Trước đây thì nó có tên là Bing Ads, bây giờ đã đổi thành tên Microsoft Advertising. Thì hai cái này nó đều là của Microsoft Ads. Với Bing Ads thì hồi trước cái lượng tiếp cận nó ít hơn so với việc bây giờ đổi thành Microsoft Ads thì cái lượng tiếp cận nó rộng hơn, bao gồm cả Bing và các đối tác, các kênh khác của Microsoft luôn. Nên là bây giờ chúng ta về cách quảng cáo thì nó vẫn tương tự như cũ, nhưng mà chúng ta chỉ đổi cái tên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái tên Bing Ads thành cái tên Microsoft Ads ha. Bây giờ Hường sẽ hướng dẫn tạo tài khoản. Nhiều người đã biết cách làm thế nào để kiếm tiền ở trên các kênh Affiliate Marketing bằng Bing, thì chúng ta sử dụng Bing rất là nhanh để chúng ta có thể tạo được những đơn hàng đầu tiên, ví dụ như ở trên Clickbank, và tạo ra rất là nhiều đơn hàng sau đó trên Clickbank. Ngoài ra, khi mà chúng ta rành kỹ năng sử dụng Bing, sử dụng Microsoft Advertising rồi, quảng cáo Microsoft rồi, thì chúng ta có thể sử dụng nó cho các kênh affiliate khác, các nhà cung cấp khác, các network affiliate khác, không chỉ là trên Clickbank ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tạo tài khoản từng bước. Đầu tiên thì các bạn vào Microsoft, vào đây, ads.microsoft.com. Sau đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta chưa có tài khoản Microsoft thì chúng ta bấm vào mục Sign Up Now. Còn nếu mà có tài khoản rồi thì chúng ta bấm vào phía bên này. Bây giờ Hường sẽ bấm vào Sign Up Now. Sử dụng một cái email chưa bao giờ đăng ký tài khoản Microsoft Advertising ở nhà cả nhà. Bây giờ tới đây thì người ta bảo là đăng nhập vô, thì Hường để một cái email. Bấm Next. Rồi tới đây chúng ta sẽ điền cái mật khẩu mà chúng ta muốn tạo vô. Tới đây chúng ta điền email vô thì nó bảo là mình đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Nếu mà mình có tài khoản Microsoft và mình nhớ thì mình điền cái email của mình vô, sau đó điền mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Mọi người lưu ý là tài khoản Microsoft khác với tài khoản Google, nên thường chúng ta sẽ có tài khoản Microsoft rồi. Có khi các bạn không để ý, nếu các bạn nhớ thì các bạn điền vào đây. Còn nếu mà các bạn không chưa có tài khoản Microsoft thì chúng ta sẽ bấm vào Create One. Giống như kiểu tài khoản Microsoft nó là tài khoản của bên Microsoft mà không phải là tài khoản Microsoft Advertising. Còn nếu mà các bạn muốn tạo tài khoản Microsoft Advertising là tài khoản quảng cáo Microsoft ấy, thì các bạn phải tạo trước một tài khoản Microsoft đã. Ok, thôi cứ tới đây, các bạn cứ hình dung là nếu mà chúng ta quên mất cái quên mất là mình đã có tài khoản Microsoft chưa thì chúng ta bấm vào Create One ha. Tới đây Hường sẽ để cái email vô. Bấm vào Next. Rồi tạo cho nó một cái mật khẩu. Bấm vào Show Password đi. Chúng ta không dùng mật khẩu mặc định ha. Nếu mà chúng ta dùng mật khẩu mặc định thì chúng ta không có nhớ đâu. Tới đây chúng ta bấm vào đơn trơn view, sau đó chúng ta tự tạo cái mật khẩu và nhớ là phải nhớ cái mật khẩu đó. Chứ nếu mà mình không nhớ thì nó sẽ phải reset, phải bấm vào quên mật khẩu và lấy lại mật khẩu, rất rắc rối. Mọi người lưu ý là phải ghi lại cái mật khẩu của mình ha. Bây giờ mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Next. Rồi nó đã gửi cái email, gửi một cái mã code đến cái email của mình. Bây giờ chúng ta vào email, chúng ta check cái mã code mà Microsoft đã gửi đến rồi. Đây, nó đã gửi rồi. 8966. Chúng ta copy, điền vào đây. Sau đó chúng ta bấm Next. Rồi chúng ta sẽ điền một cái mã. Điền một cái mã nó giống như ở trên này nè. Giống như trên hình là được. Nó xác nhận xem mình có phải là robot không mà. Bây giờ mình điền vô. Ok. Rồi xong, Hương đã xác nhận xong. Rồi nó bảo là xác nhận cái mã code nó đã gửi tới email của mình. Bây giờ chúng ta phải vào email chúng ta xem thử có mã code nào nó đã gửi tới email của mình không.
Rồi nó đã gửi một mã code khác. Ta copy cái mã code này. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta điền vào đây. Rồi bấm verify. Rồi ok. Cái nó hỗ trợ mình cái app trên điện thoại, nhưng mà thôi chúng ta bấm no thanks, chưa cần thiết ha. No thanks đi. Ok, bây giờ Hường đã tạo xong một tài khoản Microsoft rồi. Bây giờ chúng ta bấm vào để vào truy cập vào cái giao diện quảng cáo. Thì chúng ta bấm vào có 3 chế độ cho chúng ta lựa chọn. Thì chúng ta sẽ chọn vào Get more visits to my website. Bấm vào cái chế độ chính giữa nha cả nhà. Ở trên tức là đến vào cái vị trí doanh nghiệp nếu mà mình đang ở Mỹ và mình muốn quảng bá doanh nghiệp ở Mỹ luôn ấy, và có cái cửa hàng thì chúng ta chọn ở trên. Còn ở dưới là báo khách hàng gọi cho mình. Còn ở giữa tức là nó vào truy cập vào website, thì nó phù hợp cho những affiliate marketer hơn. Rồi, bây giờ name của business chúng ta có thể là để cái tên của mình luôn. What's your business website? Ví dụ như là các bạn có website rồi thì các bạn để website của mình vô. Rồi nếu như các bạn chưa có website thì các bạn để tạm cái fanpage cũng được. Giờ Hường để là một cái fanpage nào đó hoặc cái website nào đó các bạn để vô, hoặc là cái Facebook của mình để tạm vô cũng được nếu như các bạn chưa có. Và mình bắt đầu cho nhanh thì chúng ta có để bấm next. Đó thì chúng ta chọn chế độ within specific location ở dưới. Rồi chúng ta chọn ví dụ như là US. Rồi chúng ta bấm next. Tới đây thì mình cứ điền một số thông tin, không cần phải quá lo lắng về cái chuyện là chúng ta điền đúng hay sai ha. Mình cứ điền một số cái căn bản như thế này để chúng ta bắt đầu, rồi vào ở trong cái giao diện chỉnh sửa thì chúng ta chỉnh sửa sau. Ở đây nó gợi ý cho mình một số cái từ khóa rồi, thì cứ như vậy mình bấm next thôi. Còn nếu chưa gợi ý thì chúng ta tự điền vô. Rồi nó bảo là cái quảng cáo của bạn nói cái gì. Đây là cái S của mình đấy. Thì các bạn nếu mà các bạn mới quá thì các bạn chưa biết là mình làm cái gì thì mình cứ điền đại cái gì đó thôi. Ví dụ điền cái tiêu đề của cái S, sau đó các bạn điền cái title 2, ví dụ như là how to lose weight chẳng hạn. Các bạn cứ điền không phải lo đâu, vô trong giao diện thì chúng ta chỉnh sửa sau. Mà khi nào các bạn học thêm kỹ về sản phẩm, chọn sản phẩm nào thì chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Bây giờ mọi người cứ bấm vậy rồi, bấm next thôi. Rồi, nó bảo số điện thoại của bạn là gì. Chúng ta cứ bấm next thôi. Cái này không lo lắng. Bây giờ ngân sách, chúng ta có thể để 5 đô hoặc là để 10, tối thiểu là 6 đô đúng không? Để 10 đô chẳng hạn. Rồi, bấm next. Rồi tới đây thì nó bảo điền cái thông tin cụ thể của mình vô. Thì mình điền cái số điện thoại Việt Nam của mình vô. Cái này nó không xác nhận đâu, mọi người cứ điền vô đi. Business location, mình cứ để Việt Nam đi ha. Rồi, địa chỉ. Mình city, điền thành phố của mình vô. Rồi tỉnh, thành phố thì mình điền Hồ Chí Minh. Rồi zip code, thì các bạn gõ cái zip code của cái tỉnh thành phố của mình. Nếu các bạn chưa biết tỉnh thành phố của mình, mã zip code là gì, mình cứ lên Google mình gõ là mã zip code của Hà Nội chẳng hạn, thì nó sẽ ra là 100 ngàn. Còn nếu mình ở Đà Nẵng thì mình bảo là của Đà Nẵng. Ví dụ như Tây Ninh thì chúng ta điền Tây Ninh. Ở Vĩnh Phúc thì chúng ta cứ điền Vĩnh Phúc ha, mã zip code của Vĩnh Phúc. Rồi,
Chúng ta bấm next. Ở đây thì nó có mã coupon nhưng mà chúng ta chưa cần điền vội ha. Chọn postpay. Nhớ là các bạn chọn chọn postpay tức là trả sau thì nó đỡ cho mình hơn. Nếu mà chọn trả trước thì chúng ta phải nộp tiền vô, còn trả sau thì cái hạn mức là khoảng 50 đô. Lần đầu tiên chúng ta thanh toán thì phải 50 đô người ta mới trừ. Nếu mà chúng ta chọn prepay tức là chúng ta phải đóng tiền vào đó trước thì nó mới chạy quảng cáo, thì chúng ta chọn postpay nó lợi hơn. Tuy nhiên một số trường hợp mà một số trường hợp không ép thẻ được thì chúng ta chuyển sang prepay thì có thể nó sẽ tiện hơn. Thì trước tiên các bạn cứ ưu tiên chọn postpay đi đã. Chọn một cái phương thức thanh toán, chúng ta chọn vào cái credit. Chúng ta chọn một cái ha, chúng ta chọn là credit or debit card, tức là thẻ tín dụng hoặc là cái thẻ ghi nợ của mình ấy. Giờ mình điền thông tin số thẻ của mình vô. Mình điền thông tin, cứ điền cái thông tin thẻ của mình vô, không phải lo lắng đâu à. Điền vô đi. Giờ Hường sẽ điền thông tin một cái thẻ của Hường vô. Tức là các bạn nếu mà mình chưa có cái thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thì các bạn cứ ra ngân hàng nào, bất kỳ Vietcombank, Techcombank, ACB, BIDV, vân vân, ngân hàng nào cũng được bình thường, làm một cái thẻ Visa hoặc Master. Chúng ta làm một cái thẻ trả trước á nha. Còn nếu như các bạn nào có thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ tức là thẻ trả sau rồi thì các bạn cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên thì chúng ta làm thẻ trả trước thì nó sẽ đơn giản hơn, làm chỉ có vài ngày là có rồi. Ví dụ ACB thì chúng ta làm trong vòng 30 phút là có luôn cái thẻ chúng ta mang về, thẻ Visa hay Master đều như vậy. Ở card number. Card number tức là cái số trên thẻ. Còn expiration date tức là ngày hết hạn. Thì ở đây nó sẽ có hai cái ngày, có ngày cái ngày làm thẻ và cái ngày hết hạn. Có hai cái ngày thì các bạn sẽ chọn cái ngày hết hạn, các bạn điền vô. Security code tức là các bạn lật đằng sau, nó có ở trong cái đường gạch nó có ba cái số. Hoặc nếu 6 số thì các bạn lấy 3 số cuối, các bạn điền vô. Rồi tên ở trên cái thẻ. Thì các bạn cứ điền tên của mình vô. Rồi mình sẽ đồng ý. Bấm vào đồng ý và bấm vào Submit and Go Live. Trong trường hợp nó bảo là nó không thể xử lý cái thẻ của mình, xin vui lòng xác nhận lại cái thông tin. Thì trong trường hợp này á, thì các bạn khi mà các bạn nãy xem kỹ rồi mà nó bảo nó không xử lý được thì chúng ta có thể là để hạn chế tình trạng là đăng nhập và điền thẻ quá nhiều nó gây cho Microsoft nó bảo là hoạt động bất thường ấy, nó sẽ khóa tài khoản của mình. Chúng ta sẽ tạm thời mình thoát ra, rồi hôm sau chúng ta hãy đăng nhập lại, chúng ta điền một cái thẻ khác để hạn chế cái tình trạng là hoạt động bất thường nó khóa tài khoản của mình ha. Nếu như các bạn điền không được thì các bạn có thể chọn chế độ là prepay, trả trước. Chế độ trả trước thì thử xem thử nó có ok hay không. Giờ sẽ điền cái thông tin thẻ của mình vô, chọn chế độ trả trước ha. Ví dụ chúng ta nạp vô thử 20 đô, các bạn có thể nạp 10 đô chẳng hạn. Số tiền tối thiểu của nó là 10 đô. Bấm vào Submit and Go Live. Rồi, ok. Nó bảo là Hương đã ép thẻ thành công. Như vậy trong trường hợp mà các bạn để đơn giản hơn hoặc là nó dễ hơn, chính sách nó dễ hơn thì các bạn có thể chọn chế độ là trả trước. Thì tóm lại đó là chúng ta có thể chọn trả trả sau. Tuy nhiên trong trường hợp mình S không được ấy thì mình có thể tắt đi, hôm sau mình thử S cái thẻ khác. Thì các thẻ này đôi khi hên xui như vậy thôi, có lúc thì người ta S được, có lúc nếu mà
S không được thì khoảng cũng một vài ngày sau, vài tuần sau các bạn S vào một cái tài khoản biên S khác thì nó lại được. Thì cũng không biết tại sao nhưng mà chúng ta chuyển sang chế độ trả trước thì khả năng được nó sẽ cao hơn. Hường vừa mới chuyển sang chế độ trả trước đấy thì S thành công rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào Explore Your Campaign, khám phá cái chiến dịch của mình. Đến giao diện này, tức là chúng ta đã tạo tài khoản thành công Bing S rồi. Đấy, nó sẽ có một cái campaign mà nó khởi động chạy rồi. Tuy nhiên là Hường chưa có chỉnh sửa gì cả. Chưa chỉnh sửa gì campaign này. Nên là Hường quyết định nó, đó là mình pull nó lại. Mình pull nó lại. Mình bấm vào cái nút Enable, mình pull nó lại. Tạm thời dừng tại đó. Để từ từ mình thiết lập campaign, mình tạo cái chiến dịch ok rồi mình hãy cho hoạt động nó chạy ha. Nhớ là phải pull nó lại chứ không là nó sẽ trừ tiền hết của các bạn đấy. Tạm thời là tạm dừng nó lại ha. Xong, Hường vừa hướng dẫn mọi người tạo tài khoản Bing S ở cái giao diện mới này. Về căn bản là nó không có gì khó hết. Những cái bước mà tạo cái campaign kia ấy, thì chúng ta cứ bỏ qua, mình cứ bấm next đi. Rồi vào đây thì chúng ta cứ dừng campaign, dừng chiến dịch lại là ok. Nó sẽ không có trừ tiền gì của các bạn hết. Tới cái giao diện này là các bạn đã tạo một tài khoản Microsoft Advertising hay lúc trước gọi là Bing S. Đó, thì đã tạo xong thành công rồi. Ok, thì hẹn cái video sau hiểu rõ hơn về cách sử dụng Bing tạo campaign như thế nào ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hường. Nếu mà bất cứ thắc mắc nào thì đừng ngần ngại comment dưới cái video này. Hoặc thậm chí các bạn không có thắc mắc thì các bạn cũng comment yes hoặc comment xin chào ở dưới video này để Hường biết là các bạn đã xem video của Hường. Và đừng quên subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh để kênh YouTube nó có thêm một chút xíu lượng đăng ký. Hường có động lực làm thêm các video chia sẻ về Affiliate Marketing ha. Ok, hẹn gặp lại. Bye bye!